Ngày 24 tháng 4, Ấn Độ báo cáo thêm 346.786 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều hơn bất kỳ số ca nhiễm tính theo ngày ở các quốc gia còn lại, hãng tin Reuters cho hay. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt quá 16,6 triệu, chiếm hơn 1,27% dân số nước này. Ba ngày qua, Ấn Độ đã liên tiếp phá kỷ lục đáng buồn về số ca nhiễm mới COVID-19 mà một quốc gia ghi nhận trong mỗi 24 giờ. Từ ngày 22 tháng 4, số ca nhiễm COVID-19 tính theo ngày tại Ấn Độ đều lớn hơn kỷ lục trước đó thuộc về Mỹ, 300.669 ca nhiễm trong ngày 1 tháng 8. Ấn Độ đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng chưa từng thấy, khi chỉ riêng tại vùng thủ đô Delhi, trung bình cứ chưa đầy 4 phút thì có một người chết vì COVID-19. Trong ngày 24 tháng 4, số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn Ấn Độ đã tăng thêm 2.624, lên mức hơn 189.500. Các lò hỏa táng trên khắp Ấn Độ đã oan mình khi số ca tử vong vì COVID-19 tăng cao. Những ngọn lửa từ điểm hỏa táng cùng với cái nóng ngột ngạt vốn có đã khiến bầu không khí ở Ấn Độ thêm khó chịu và buồn thảm. Chính quyền bang Karnataka, miền nam Ấn Độ, cũng mô tả tình hình COVID-19 tại địa phương này đang ngoài tầm kiểm soát. Bang này khuyến khích gia đình có người chết vì COVID-19, hỏa táng người quá cố ngay tại vùng đất hay trang trại thuộc sở hữu của họ, miễn là các gia đình tuân thủ theo khuyến cáo y tế, theo tờ The Straits Times. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.